phải công nhận là chất âm rất là tuyệt vời các bạn. Ở clip này em đang test chất âm con vang BF Audio. Dòng BF này thì rất là nổi tiếng. Con này mã của nó là K306L. Thì còn nguyên cả tem. Đấy. Con này bác ấy nâng cấp, bác ấy nhờ em bán hộ. Bán giá còn chưa bằng nửa giá hãng bán. Các bác biết ta hãng bán này nó rất là cao. Đây phụ kiện đi kèm thì vẫn còn nguyên điều khiển này. Điều khiển remote này. Đĩa driver kết nối phần mềm này. Con này thì cũng chẳng cần phải dùng đến đĩa mà chẳng cần phải phần mềm. Thực tế ra thì nó rất là dễ chỉnh. Đây giấy gì đừng biết. Đấy. Đấy. Còn cái hộp không biết là có còn không, để tí tìm mỗi cái hộp. Còn máy móc còn nguyên nhé, còn nguyên cả tem. Không có sửa chữa gì nguyên bản. Và con này thì chất tiếng thì rất là hay. Nó là một dòng vang cơ lai số cao cấp nhất của dòng BF. Chỉnh tay hay là chỉnh gọi phần mềm đều được hết. Đối với chỉnh tay thì con này nó cũng rất là đơn giản thôi. Cầm một cái điều khiển như cầm một cái tô vít như này. Anh em có thể điều chỉnh, đây giải tần thì nó đã ghi sẵn ở đây rồi. Music Equalize này, đấy, Music Equalize này. Đấy, cầm cái tô vít này vặn tăng giảm bass trung chép ở đây. Đấy. Còn mục này là mục echo, đấy, echo này. Mục này là echo B, echo A này. Reverb này, echo reverb này. Đấy, rất là hay. Con này nhiều tính năng hay lắm. Còn đây là cái giải Equalize của mic. Thì đối với con này trước khi bán đi, em đã điều chỉnh sẵn 4 chế độ rồi. Anh em về cũng chẳng cần phải thò tay nghịch nhiều làm gì. Có nghịch thì chỉ nghịch gọi là tăng giảm bass check thôi. Mic đâu nhỉ? Ví dụ đây nhá. Ở đây là cái chế độ gì nhỉ? Echo Reverb. Tiếng rất là ngọt nhá. Em đang ghép cặp loa bass 25 RKB. Chất tiếng nó rất là hay. Khi mà chuyển mốt đấy. Chuyển mốt thì đối với con vang này ấy, ở cái phần mic nó cũng có rất là nhiều kênh. Phần nhạc nó cũng có rất là nhiều kênh. Phần effect cũng vậy. Đây, chuyển sang effect 2 nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở cái cấu hình này thì mình Vũ đang cài chế độ Echo. Đấy, thích hát Echo để chuyển chế độ này. Đây, còn chế độ mode 3 là gì bật? 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, hát gì bật để hát ở chế độ effect 3 nhá. Effect 4 thì vừa echo vừa reverb hát chuyên nghiệp hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy. Còn mặc định máy khi mà bật mấy cái phần ở KTV này thì chúng ta bỏ qua đi. Tại vì echo của nó, echo và reverb của nó là cái chế độ sitter. Thì nó không được hay. Tiếng nó nặp đi nặp lại, nó lôm côm cả đùng cũng cả. Thì em cài đặt sẵn cho những cái chỗ effect này. Đấy. Bác bè chỉ cần vặn nên là chiến thôi. Có nghĩa là cắm nhạc, cắm điện, cắm dây rắc vào. Tăng đấy, đấy. Nhạc thì tăng nhạc lên, mic thì tăng mic lên. Cái là nó có cả cổng quang nữa. Đấy. Nếu như chúng ta sử dụng cổng quang thì đây em sẽ hướng dẫn qua cho bác nhá. Cổng quang thì ấn cái nút EX này, chúng ta ấn giữ một lúc. Ấn giữ một lúc thì nó sẽ hiện lên chế độ đầu vào này. Đây ví dụ như là mình đang sử dụng BGM hoặc là AUX này. Đây, cổng quang này STPD này. Đây. Cái này là cái gì đây? Blue E là cái gì không biết. Đấy. Đây, đang nghe chế độ BGM. Cổng quang đâu nhỉ? À đây, cổng quang này nhá. Đây, cổng quang này nhá.
Về cách kết nối thì cũng rất đơn giản thôi. Ở đây có đường MR và ML. Đấy, hai đường này kết nối xuống cục đẩy hoặc là âm ly. Còn đường này là đường center và đường này là đường sup. Đấy. Đằng sau lỗ cắm mic đằng sau. Ok. Rất là ngon. Không, nhưng mà con này hay thật, hay ngon vừa rẻ. Em vẫn còn dòng Vanker Rai số, các bác thích dòng Vanker Rai số thì chơi hẳn con AIM này. Con em AIM này thì chất tiếng ngọt hơn. Đấy. Tiếng ngọt hơn. Nhìn hơn cái dòng của thằng BF này, thằng BF này mặc dù cái giá tiền cao hơn. Rồi, clip này thì em xin ngắn gọn tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Còn rất là nhiều những dòng vang số Equalizer này, vang số Vanker rồi là nhiều lắm, rất là nhiều loại. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho Minh Vũ nha. Rồi, xin chào toàn thể các bác.